Lịch sử toàn thư xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành và mạnh khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, video ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung chính sau đây. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1951 đến 1953. Một thực dân Pháp đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Đông Dương. Một, Mỹ can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh. Từ tháng 5 năm 1949, Mỹ can thiệp sâu vào chiến tranh xâm lược Đông Dương. Ngày 23 tháng 12 năm 1950, Mỹ ký với Pháp Hiệp định Phòng thủ Trung Đông Dương, viện trợ quân sự, kinh tế, tài chính cho Pháp, từng bước thay Pháp ở Đông Dương. Tháng 9 năm 1951, Mỹ ký với Bảo đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt, Mỹ nhằm ràng buộc Bảo đại vào Mỹ, Viện trợ của Mỹ chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong ngân sách chiến tranh Đông Dương năm 1950 là 52 tỷ franc, chiếm 19% ngân sách, năm 1953 là 285 tỷ franc, chiếm 43% ngân sách. Các phái đoàn viện trợ kinh tế, cố vấn quân sự Mỹ đến Việt Nam ngày càng nhiều. Các trung tâm, trường huấn luyện Mỹ tuyển chọn người Việt Nam sang Mỹ học. 2. Kế hoạch Đờ Lát Đờ Si Nhi. Cuối năm 1950 dựa vào viện trợ Mỹ, Đờlat, Nhi Re, lật re để ra kế hoạch mới, mong kết thúc nhanh chiến tranh. Kế hoạch có bốn điểm chính: tập trung quân Âu, phi xây dựng một lực lượng cơ động mạnh, phát triển ngụy quân, xây dựng quân đội quốc gia, xây dựng phòng tuyến công sự xi măng cốt sắt bon kè, lập vành đai trắng bao quanh Trung du và đồng bằng bắc bộ nhằm ngăn chặn chủ lực ta và kiểm soát ta đưa nhân, tài, vật lực ra vùng tự do tiến hành chiến tranh tổng lực, bình định vùng tạm chiếm, vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta để tăng cường lực lượng của chúng. Đánh phá hậu phương của ta biệt kích, thổ phỉ, gián điệp, chiến tranh tâm lý, chiến tranh kinh tế. Kế hoạch làm cho cuộc đấu tranh của ta ở vùng sau lưng địch trở nên khó khăn, phức tạp. Hai đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng tháng 1 năm 1951. Từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 2 năm 1951 đại hội đại biểu toàn quốc lần hai của đảng cộng sản đông dương họp ở vinh quang chiêm hóa tuyên quang thông qua hai bản báo cáo quan trọng báo cáo chính trị do hồ chủ tịch trình bày tổng kết kinh nghiệm đấu tranh của đảng qua các thời kỳ khẳng định đường lối kháng chiến chống pháp của đảng báo cáo bàn về cách mạng việt nam do tổng bí thư trường trinh trình bày nêu rõ nhiệm vụ cơ bản của cách mạng việt nam là đánh đuổi đế quốc tay sai giành độc lập và thống nhất hoàn toàn thực hiện người cày có ruộng phát triển chế độ dân chủ nhân dân, gây dựng cơ sở cho chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương, thành lập ở Việt Nam, Lào, Campuchia mỗi nước một đảng Mác-Lênin riêng phù hợp với từng dân tộc. Ở Việt Nam, lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa đảng hoạt động công khai. Thông qua tuyên ngôn, chính cương, điều lệ mới, xuất bản báo Nhân dân, cơ quan trung ương của đảng bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Trường Trinh làm Tổng Bí Thư. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng. Ba hậu phương kháng chiến và phát triển mọi mặt. Về chính trị, từ ngày 3 đến ngày mùng 7 tháng 3 năm 1951, Đại hội Toàn quốc Thống nhất Việt Minh và Liên Việt thành mặt trận Liên Việt do Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch, Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự, ngày 11 tháng 3 năm 1951, lập Liên minh Nhân dân Việt, Miên, Lào, tăng cường khối đoàn kết ba nước đấu tranh chống Pháp và can thiệp Mỹ. Ngày 1 tháng 5 năm 1952, Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần y chọn bảy anh hùng, Cù Chính Lan, La Văn Cầu, Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh. Về Kinh tế Năm 1952, chính phủ vận động lao động sản xuất và tiết kiệm, lôi cuốn mọi giới tham gia năm 1953 sản xuất 2,7 triệu tấn thóc, hơn 65 vạn tấn hoa màu. Thủ công nghiệp và công nghiệp đáp ứng yêu cầu về công cụ sản xuất và thiết yếu của đời sống. Năm 1953, ta sản xuất được 3.500 tấn vũ khí đạn dược, cung cấp tạm đủ thuốc men, quân trang, quân dụng. Chấn chỉnh thuế khóa, xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp. Bồi dưỡng sức dân và phát động giảm tô, cải cách ruộng đất với năm đợt giảm tô, một đợt cải cách ruộng đất. Về văn hóa, giáo dục, y tế. Tiếp tục cải cách giáo dục với ba phương châm phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất. Nhà trường gắn với xã hội, 1952 có trên 1 triệu học sinh phổ thông, bình dân học vụ, bổ túc văn hóa phát triển. Thực hiện kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến chăm lo sức khỏe, vận động phòng bệnh, xây dựng bệnh viện, bệnh xá, thực hiện đời sống mới, bài trừ mê tín dị đoan. Bốn những chiến dịch tiến công giữ vững quyền chủ động trên chiến trường. Một, các chiến dịch Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ từ cuối năm 1950 đến giữa năm 1951. Cuối năm 1950, ta chủ động mở ba chiến dịch gồm chiến dịch Trần Hưng Đạo Trung Du, chiến dịch Hoàng Hoa Thám Đường số 18 và chiến dịch Quang Trung Hà, Nam. Ninh. Đây là các chiến dịch tiến công có quy mô lớn, đánh vào vùng trung du và đồng bằng, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhưng kết quả hạn chế vì địa bàn có lợi cho địch. Với phương châm đánh chắc thắng tránh chỗ mạnh, đánh chủ yếu ta chủ trương mở các chiến dịch ở vùng rừng núi. 2. Chiến dịch Hòa Bình Đông, xuân 1951 đến 1952. Hòa Bình là cửa ngõ nối liền vùng tự do với vùng đồng bằng Bắc Bộ mạch máu giao thông giữa Việt Bắc với Liên Khu 4. Ngày 9 tháng 11 năm 1951, Đờ Lát Đờ Tất Si Nhi tiến đánh chợ Bến, Hòa Bình. Ta mở chiến dịch phản công ở Hòa Bình nhằm tiêu diệt sinh lực địch, phá kế hoạch bình định của chúng và đẩy mạnh phong trào du kích. Sau 3 tháng, ta giải phóng khu vực Hòa Bình, sông Đà rộng 2.000 km vuông với 15 vạn dân, căn cứ du kích mở rộng từ Bắc Giang xuống Hòa Bình. 3. Chiến dịch Tây Bắc Thu, đông 1952. Tây Bắc là vùng chiến lược quan trọng, Pháp đã chiếm đóng, từ đó uy hiếp căn cứ Việt Bắc và che chở cho căn cứ Thượng Lào của chúng. Từ ngày 14 tháng 10 năm 1952 đến ngày mùng 10 tháng 12 năm 1952, ta tiến công Mộc Châu, Thuận Châu, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái và giải phóng 28.000 km vuông với 25 vạn dân gồm Nghĩa Lộ. Sơn La trừ nà sản, Yên Bái, bốn huyện ở Lai Châu, hai huyện ở Yên Bái, phá âm mưu lập xứ Thái tự trị của địch. 4. Chiến dịch Thượng Lào-Xuân Hẻ năm 1953 Thượng Lào là vùng chiến lược quan trọng. Sau thất bại ở Việt Nam, Pháp tăng cường phòng thủ ở đây. Từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 1953, ta phối hợp với Pathet Lào mở chiến dịch, giải phóng toàn bộ tỉnh Sầm Nưa một phần tỉnh Siêng Khoảng và tỉnh Phong Sa Ly với trên 30 vạn dân. Phối hợp với chiến trường chính Bắc Bộ, từ 1951 đến 1953 ở Trung và Nam Bộ ta đã tận dụng chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực địch, phá hủy cơ sở kinh tế của chúng. Video của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn like, đăng ký và theo dõi kênh để nhận những video mới hữu ích nhất ban biên tập xin được kính chúc quý vị luôn vui vẻ và an lành xin chào và hẹn gặp lại